Nhờ động cơ sử dụng lò phản ứng hạt nhân, tên lửa plasma của Ad Astra có thể bay tới sao Hỏa trong một tháng, với tốc độ lên tới 198.000 km/h. Mới đây, công ty tên lửa Ad Astra ở Costa Rica thông báo hoàn thành thử nghiệm độ bền ở công suất cao trong tổng thời gian 88 giờ với tên lửa Plasma Vaccine EVX-200SS trong tháng 7 vừa qua. Thử nghiệm tiến hành tại phòng thí nghiệm của công ty gần Houston, bang Texas. Franklin Ochandia, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Ad Astra, cựu phi hành gia NASA từng tham gia 7 nhiệm vụ với 1.601 giờ bay trong không gian. Thử nghiệm này là một thành công quan trọng, thành quả sau nhiều năm mày mò và chú tâm tới từng chi tiết. Tên lửa Plasma Vaccine được thiết kế để bay bằng động cơ sử dụng lò phản ứng hạt nhân, làm nóng plasma tới 2 triệu độ. Sau đó, thông qua từ trường, khí nóng thoát ra từ phía sau động cơ giúp tạo ra lực đẩy, có thể đạt tốc độ lên tới 197.950 km/h. Mục tiêu của Ad Astra là giúp chuyến bay vũ trụ trở nên nhanh và an toàn hơn. Dù tên lửa Vaccine đưa lò phản ứng hạt nhân bay qua không gian ở tốc độ siêu nhanh, sau khi lên tới quỹ đạo nhờ tên lửa đẩy hóa học, động cơ plasma của Vaccine sẽ hoạt động, tăng cường đáng kể độ an toàn cho phi hành đoàn. NASA ước tính tên lửa hóa học cần 7 tháng để chở người tới sao Hỏa. Trong thời gian đó, bất kỳ sự cố nào đều có thể xảy ra. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2010 với tạp chí Popular Science, DIA nhận định tên lửa hóa học không thể chở người tới sao Hỏa bởi hành trình quá dài. Tên lửa thông thường phải sử dụng toàn bộ nguồn cung cấp nhiên liệu trong vụ nổ khó kiểm soát khi phóng trước khi tự đẩy tới sao Hỏa. Do không có quy trình hủy bay, phương tiện không thể thay đổi lộ trình. Nếu gặp sự cố, ban kiểm soát nhiệm vụ mất 10 phút để chờ tín hiệu truyền tới, do đó không thể kịp thời xử lý tình huống. Ngược lại, tên lửa Plasma Vaccine của Ad Astra sẽ duy trì lực đẩy trong suốt hành trình tới hành tinh đỏ. Phương tiện sẽ tăng tốc dần cho tới khi đạt tốc độ tối đa 54 km/h vào ngày thứ 23, nhanh gấp 4 lần tên lửa hóa học hiện nay. Nhờ đó, thời gian di chuyển từ trái đất tới sao Hỏa sẽ giảm từ 7 tháng xuống còn 1 tháng. Do động cơ plasma có thể cung cấp lực đẩy bất cứ lúc nào, tên lửa có thể thay đổi lộ trình khi cần. Sau thử nghiệm độ bền thành công, Ad Astra sẽ tiến hành một loạt điều chỉnh mới với động cơ và tiến tới kiểm tra trạng thái ổn định nhiệt của cỗ máy này. Bằng chứng bất ngờ về hoạt động địa chất cổ xưa trên sao Hỏa. Những hình ảnh có độ phân giải cao từ tàu Mars Reconnaissance Orbiter của NASA đã cung cấp bằng chứng bất ngờ về hoạt động địa chất cổ xưa trên hành tinh đỏ, hàng xóm của chúng ta. Bằng chứng rõ ràng về hoạt động địa chất trong hệ mặt trời chỉ mới được phát hiện ở hai thiên thể là trái đất và mặt trăng Io của sao Mộc. Yếu tố này, ở tầm vóc lớn như sự di chuyển của đất đai, tức kiến tạo mảng, hay nhỏ hơn như núi lửa hay động đất được cho là một trong những yếu tố góp phần giúp hành tinh đó sống được, giúp ổn định và cân bằng khí hậu, kích thích những phản ứng tạo ra sự sống, kích thích sự tiến hóa của sinh vật. Phát hiện mới của NASA cho thấy, khắp một vùng phía bắc hành tinh, gọi là Arabia Terra, sở hữu những lớp trầm tích 4 tỷ năm tuổi, có thành phần khoáng chất phù hợp với cho núi lửa, tức sao Hỏa cổ đại từng có hoạt động núi lửa giống như trái đất. Theo Sky News, NASA ước tính có tận 1.000 đến 2.000 vụ phun trào riêng lẻ trong vòng 500 triệu năm trong lịch sử sao Hỏa cổ đại. Theo tiến sĩ Patrick Wellley, từ trung tâm chuyến bay không gian Goddard của NASA và các cộng sự cho biết, một số miệng núi lửa lớn và sâu ở phía tây Arabia Terra được cho là những núi lửa bùng nổ, một loại núi lửa có thể tạo ra siêu phun trào. Điều kiện tự nhiên tại khu vực cũng giúp các lớp trong núi lửa không bị gió và nước làm xáo trộn, mà xếp ngay ngắn thành từng lớp giống như mới phun trào hôm qua. Để tạo ra núi lửa siêu phun trào, hành tinh đó cần có một nguồn năng lượng nội tại đủ lớn để làm tan chảy đá sâu. Điều đó cho thấy, sao Hỏa có lẽ không chết như chúng ta tưởng, hoặc ít ra từng là một hành tinh sống động hơn ngày nay. Phản vật chất không kiểm soát gây nổ các chùm sao.
sự biến đổi nhiệt lượng cực mạnh tại trung tâm của một chùm sao rất xa đã sản sinh ra các hạt vật chất và phản vật chất, làm chùm sao này trở nên bất ổn định, có khi tạo ra sự phản ứng nhiệt hạch dưới dạng không kiểm soát. Thậm chí con người có thể quan sát được quang cảnh của vụ nổ trong phạm vi 1/2 vũ trụ. Theo trang web Science Daily của Mỹ, phát hiện trên của nhà thiên văn học Peter Gennawecki cùng các đồng nghiệp thuộc Đại học Notre Dame, trong phản vật chất, phản hạt antiparticle là các hạt có khối lượng tương đương nhau, tuy nhiên lại khác dấu với những hạt cơ bản mà con người đã biết trước đó. Khi vật chất kết hợp với phản vật chất, các chính hạt và phản hạt sẽ nổ tung làm triệt tiêu lẫn nhau, đồng thời giải phóng một năng lượng rất lớn. Phản vật chất có khởi nguồn là từ trí tưởng tượng của con người vào năm 1930, và khởi nguồn của nó là bộ phim du hành giữa các vì sao, trong đó, phi thuyền không gian. Trong tác phẩm điện ảnh này được đẩy đi với tốc độ nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, nhờ loại nhiên liệu với năng lượng cao. Từ ý tưởng này, phản vật chất đã được khám phá, trở thành hiện thực khi người ta tìm ra chúng ở những thiên hà xa xôi vào thời nguyên sinh của vũ trụ. Cách đây hơn 40 năm, các nhà thiên văn học luôn giả thiết rằng sự không ổn định một cách dị thường của các chùm sao lớn trong vũ trụ là do vật chất và phản vật chất gây ra. Tuy nhiên mấy năm gần đây, các nhà thiên văn học mới bắt đầu triển khai các hoạt động nghiên cứu để khẳng định giả thiết trên. Trong 6 năm tiến hành nghiên cứu, Peter Gennawecki cùng các đồng nghiệp đã tìm được ứng cử viên nặng ký để chứng minh cho giả thiết kể trên. Ứng cử viên đó chính là chùm sao Y155. Chùm sao này đã bị nổ tung bởi phản vật chất dưới dạng không kiểm soát. Y155 nằm ở vị trí sao Kình Ngư, về phía nam tròm song Ngư, lớn gấp khoảng 200 lần so với mặt trời. Chùm sao này đã được phát hiện vào tháng 11 năm 2007, thông qua kính viễn vọng Blanco có đường kính 4 mét, đặt tại Đài Thiên văn Quang học Quốc gia Mỹ. Sau khi tiến hành nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện sự phình to của vũ trụ đã kéo dài tới 80% bước sóng của chùm sao Y155. Điều đó có nghĩa là đã xác định được khoảng cách tạo ra vụ nổ. Khi vụ nổ xảy ra, cấp độ năng lượng mà chùm sao Y155 sản sinh gấp hàng trăm tỷ lần so với năng lượng tạo ra của mặt trời. Peter Gennawecki cho biết, mặc dù vụ nổ rất lớn, song hình ảnh thu được cho thấy chùm sao Y155 ở trạng thái rất yếu ớt. Nguyên nhân là vì nó xảy ra ở khoảng cách rất xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.